Những ngày qua do mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều diện tích cây giống ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu bị ngập úng, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Cảnh ngập úng kéo dài bao phủ cả trăm mẫu cây giống trong nhiều ngày qua đã khiến hàng trăm hộ dân thôn Hồng Châu, xã Tân Châu bị thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà vườn bị ngập sâu 50 cm. Ngập úng kéo dài nên đã khiến nhiều loại cây giống bị thối rễ và chết. Năm nào cũng ngập úng do cái mương máng thoát nước ở cái khu vực xã Tân Châu này là gần như không hoạt động. Không những riêng nhà tôi mà trong cái khu vực xã Tân Châu này có khoảng độ hàng vài trăm hộ làm cây giống là thiệt hại rất nhiều. Nhà tôi là khoảng độ mẫu cây ăn quả thiệt hại khoảng độ từ 2 đến 300 triệu đồng. Người dân xã Tân Châu điêu đứng vì đang có tới trên 160 mẫu cây giống cây ăn quả bị ngập úng, chiếm 80% tổng diện tích, ước tính thiệt hại trên 20 tỷ đồng. Trong đó, nhiều hộ thiệt hại từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng như gia đình bà Lê Thị Gái, bà Lữa, anh Hoàng Văn Tỉnh. Nguyên nhân của việc ngập úng kéo dài là do hệ thống kênh mương thoát nước nội đồng bị lấn chiếm, không khơi thông trong nhiều năm qua nên cứ mưa là ngập. Diện tích của tôi mẫu mốt, mẫu hè hiện nay bây giờ là ngập trắng. Đỗ được thu rồi nhưng đến giờ mất trắng không được gì. Bưởi mất, na mất, không còn cái gì cả. Từ trước nay dân chúng tôi làm là không có cái lò gạch này thì nước thông thoát xuống rãnh lớn, nhưng từ khi có lò gạch này đều vì ách tắc không thông thoát được ra, nên bây giờ chúng tôi là người dân chỉ trông mong vào ruộng. Thế mà năm nào cũng ngập như thế này chúng tôi không kêu e được cả. Mọi năm chúng tôi là nẹo viết kênh mương, tiền nong chúng tôi là bè con chúng tôi là e cũng phải nộp đầy đủ chứ không để thiếu. Tại sao chúng tôi nộp tiền để nẹo viết kênh mương mà mẹ không nẹo viết kênh mương mà để bè con phải chịu cái ảnh hưởng này? Xã Tân Châu có trên 200 mẫu trồng các loại cây giống, cung cấp đi các tỉnh trong cả nước và cũng là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân. Tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn xã đã tồn tại trong nhiều năm nhưng không được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm và có biện pháp khắc phục, nên các diện tích cây trồng thường xuyên bị ngập úng khi có mưa lớn.